Trong niềm vui của buổi chiều phục vụ Chủ nhật thứ 15, ngày hôm nay chúng ta rất là vui hiện diện giữa cộng đoàn của chúng ta là một vị tân linh mục mới vừa được chuyển chức chưa đầy một tuần, mới chỉ có vào ngày Chủ nhật tuần trước mà thôi, tại mảnh đất quê hương của Thánh Patrick. Và chúng ta cùng với mọi người xin một tràng pháo tay để chào đón tân linh mục Đa Minh Nguyễn Việt Bình. Và bên cạnh đó, cũng xin cộng đoàn chúng ta cũng chào đón sự hiện diện của ông bà cố của ngài, song thân của ngài là ông bà cố Nguyễn Việt Hoàng. Bố Nguyễn Việt Hòa không ai xa lạ, chính là người em ruột của ông cố thân thương trong cộng đoàn của chúng ta, đó là ông cố Nguyễn Văn Nhàn. Và chúng ta kính chào ông cố. Thường chị cố, em cố ở đây luôn, cháu cố ở đây luôn. Và đằng sau lưng con thì chúng ta thấy là người linh mục và là anh họ, con chú con bác của tân linh mục và cũng là cha nhà của chúng ta, con của ông bà cố Nhàn và ông bà cố Hầu, đó là linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trước thánh lễ thì con cũng mới biết được thêm là cha Long với con năm nay là mừng, gọi là theo tiếng Mẹ là quinceañero, tức là mừng 15 năm thuộc phong linh mục. Và ngài chính là vị linh mục giám phụ tịnh dòng chúa cứu thế hải ngoại tại Hoa Kỳ của chúng ta. Và chúng ta cũng được biết thêm năm nay cũng là năm dòng chúa cứu thế hải ngoại phụ tịnh đó kỷ niệm 25 năm sự hiện diện của nhà dòng chúa cứu thế tại Houston, Texas. Chúng ta cũng chúc mừng nhà dòng của cha Long, chào pháo tay mọi người. Chúng ta cũng có sự hiện diện quý báu của một vị linh mục đến từ Việt Nam, quận Tân Bình và phục vụ tại dòng Ngôi Lời tại nhà thờ Chí Hòa. Và chúng ta chào đón cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện. Nhân dân cha và con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa cha Trần sứ, cha phó sứ, cha anh, cha khác, thầy phó tế, như toàn thể yêu cả anh chị em. Hôm nay con và gia đình rất là vui mừng khi được đến cộng đoàn giáo xứ Cecilia để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân thánh hiến linh mục mà ngài đã ban cho con. Và đây cũng là dịp để con và gia đình cùng gia đình bà cố như gia đình thân bằng quen thuộc ở trên đất Hoa Kỳ để có dịp gặp lại sau 30 năm xa cách. Có thể nói tình thương của Thiên Chúa dành cho con và gia đình rất là lớn lao. Vì thế, con muốn xin được thánh lễ này cắt riêng cầu nguyện cho gia đình con, cho các thân nhân, ân nhân, những người đã giúp đỡ con trong cuộc đời, cho con tới ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, con cũng không quên được thánh lễ này cầu nguyện cho giáo xứ thân yêu của chúng ta đây, để ước gì tình yêu của Thiên Chúa luôn ngự trị nơi mỗi gia đình của chúng ta trong giáo xứ thân yêu này. Và để những lời ước nguyện chúng ta được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận những tội lỗi của chúng ta để xin đáng cử hành màu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những
Vinh danh Thiên Chúa.